Jibu sút ngã khi đang lơ lửng chục mét giữa không trung, màn xử lý đỉnh cao nhận mưa lời khen. Có mặt tại đêm concert Trap Việt mùa 3, Jibu gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp. Bên cạnh đó, màn trình diễn bùng cháy của cô nàng tại sân khấu âm nhạc này cũng đã nhận được nhiều lời khen về sự chỉnh chu chuyên nghiệp. Tối 7 tháng 10, đêm concert Trap Việt mùa 3 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ rất đông các nghệ sĩ. Sự xuất hiện của Jibu trong vai trò khách mời hỗ trợ cho tiết mục của Pháp Kiều thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trên sân khấu kết hợp Đoán Hoa Hồng, Jibu chính là nghệ sĩ hát chính cho Pháp Kiều rap. Đội diễn trên sân khấu Rap Việt, Jibu gây trầm trồ khi có màn đu xà mà không cần dùng dây bảo hộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay trước khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi đến Jibu, một sự cố đã diễn ra khiến khán giả không khỏi thót tim. Cụ thể, Jibu đã gặp một tình huống khá nguy hiểm khi suýt ngã vì trình diễn màn đu dây. Theo hình ảnh được ghi lại trong phần biểu diễn với Pháp Kiều, Jibu tạo ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên một cái đu màu đỏ treo lơ lửng chục mét giữa không trung. Trước khi đặt chân lên vị trí của mình và đèn bật sáng, Jibu đã đứng sẵn ở khu vực chờ và từ từ được kéo lên độ cao ấy. Đáng chú ý, do cấu trúc độc đáo của cái đu hình xoắn ốc, Jibu không thể đeo dây an toàn bởi vì nếu đeo, dây sẽ bị xoắn lại khi cô được kéo lên. Và ngay lúc Jibu bắt đầu được kéo lên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, khiến cô gần như bị mất thân bằng và suýt té khỏi cái đu. Tuy khoảnh khắc đó diễn ra nhanh chóng nhưng những khán giả gần khu vực standby của Jibu đã sửng sốt. Đáng chú ý, khi xem video được quay bởi khán giả, khoảnh khắc đua xà của Jibu đã xảy ra sự cố rung lắc, khiến cô trượt cả người xuống. Rất may mắn được ca sĩ đã thể hiện sự bình tĩnh và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp. Vốn đã tận hưởng nhiều sân khấu đu dây, đu vòng cả ở Việt Nam lẫn thi đạp gió ở Trung Quốc, việc xuất hiện từ trên cao không làm khó được Jibu. Cô nàng đã xử lý mượt mà vì cô không hề xa lạ với loại hình này. Và phần sau đó của màn trình diễn đã khiến khán giả nức lòng. Đây không phải là lần đầu tiên Jibu trình diễn tiết mục đu dây đầy mạo hiểm. Theo đó, trong vòng công diễn thứ hai của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023, Jibu mạo hiểm thử thách bản thân với màn đu dây nhào lộn ở độ cao 8m. Giọng ca Đóa Hoa Hồng gây bất ngờ khi treo mình trên không, thực hiện các động tác đu dây nhào lộn để cuốn hút, rồi cất giọng hát và từ từ hạ xuống sân khấu lửa. Nước được dàn dựng công phu. Sau khi trở về từ nước ngoài, Jibu được nhận xét nhan sắc ngày càng lên hương trên sân khấu concert Rap Việt. Video của giọng ca Anh Ơi Ở Lại nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả. Jibu kết thúc màn trình diễn với màn đu bay cùng với Pháp Kiều trên một chiếc đèn chùm, thậm chí còn khát quá khoe dáng cực slay bên đàn em. Jibu cho biết cô là fan của Rap Việt, đã theo dõi chương trình từ những mùa đầu tiên. Ở mùa 3, cô cũng đã chia sẻ story về phần thi của Pháp Kiều khi biết anh chàng này dùng chính bài hát trong tiết mục là Đóa Hoa Hồng. Thời gian vừa qua, Jibu đã có màn trung tiếng đầy rực rỡ và thu hút lượng lớn người hâm mộ xứ Hoa ngữ. Sự thành công của show thực tế ở Trung Quốc, sự nghiệp của Jibu phất lên như diều gặp gió. Cô liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc để ghi hình cho các show truyền hình như Delicious Crest, Hương Vị Trung Hoa, rồi mới đây là Xin Chào Thứ Bảy. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Jibu còn lớn sân sang cả kinh doanh khi nữ ca sĩ vừa mới khai trương một quán phở ở Thượng Hải để giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè Trung Quốc. Quán phở của nữ ca sĩ được nhiều người ủng hộ, hứa hẹn sẽ là điểm đến gây bão trong thời gian sắp tới. Chỉ những ngày đầu tiên khai trương, người đẹp đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ Việt và cả Trung Quốc. Nhiều người cho biết không những món ăn của quán được chăm chú kỹ lưỡng mà không gian cũng rất sang trọng thuần Việt, có sự đan xen giữa nét cổ điển và hiện đại. Jibu được biết đến là một cô gái tài năng, sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng với tính cách vô cùng dễ gần. Chắc chắn trong tương lai, cô gái nhỏ này sẽ vô cùng thành công, không những trong lòng người hâm mộ Việt mà còn tạo được dấu ấn lớn trong ngành điện ảnh quốc tế.